Để hưởng ứng cho việc cộng đồng tiêu dùng Pi thì một bạn Pioneer đã chuẩn bị ra một lô đất cho khách hàng có Pi và muốn đầu tư vào bất động sản. Cái khu vực đất được muốn trao đổi với Pi ấy thì là tại khu vực Sơn La các bạn nhé. Đây là đất kinh doanh 1.000 mét vuông thổ cư, 100 mét sổ đỏ trao tay. Cái view này được đánh giá được cái bạn giao ở trên mạng này đánh giá là view triệu đô. Và nếu mà ai cảm thấy đồng thuận thì có thể gọi là thuận mua vừa thì trao đổi với cái giá là 9.000 Pi các bạn nhé. Ở đây thì mình không bàn đến cái chuyện là đắt hay rẻ, ở đây mình thấy được rằng là cái chủ của tút này dám bỏ Pi, bỏ đất, bỏ hàng hóa ra để trao đổi với Pi như thế này, đó là một điều rất là dũng cảm và đáng mừng. Thì anh cái người Pioneer này có tên là Thực, hay trên giới giao dịch bất động sản thì gọi là Thực bất động sản đấy. Và anh ấy có hứa là đây là một cái tin đăng thật 100% và cũng hy vọng không có anh em nào vào comment đánh giá cao hay thấp, vì theo tiêu chí là thuận mua vừa thì bán đó, đúng ý nghĩa của sự trao đổi. Và nếu mà ưng thì có thể đặt cọc 100 Pi sau khi xem đất đó. Số điện thoại của anh Thực bất động sản là 0924465555 đó. Bạn nào mà có 9.000 Pi, thực sự thì 9.000 Pi với bản thân mình là rất rất nhiều rồi, nhưng mà với những Pioneer đời đầu thì thậm chí bây giờ thì 9.000 Pi họ đã vượt qua rồi, họ có hàng chục nghìn Pi. Nếu mà những ai biết tin tưởng và tích cực khai thác Pi ngay từ đầu thì con số 9.000 Pi thì mình nghĩ đánh giá là ok, không có vấn đề gì. Thì dĩ nhiên người có Pi thì họ tiêu Pi như nào thì không thể, những người vào sau như chúng mình không thể phán xét được, đó là quyền của mỗi người thôi. Và đây là, đó là những tín hiệu rất là tích cực về cái sự trao đổi hàng hóa bằng Pi. Các bạn có chung cái nhận định như của InvestTV chúng mình không? Hãy để lại ý kiến của các bạn về cái sự việc này ở dưới phần bình luận của clip để chúng mình cùng trao đổi nhé.